Ngày 22 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ba cán bộ công an của tỉnh này vừa cứu sống thành công một người phụ nữ bị đuối nước, ngưng tim, đó là thiếu tá Lê Hồng Phong, trưởng công an xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Thiếu úy Đinh Xuân Cường, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị và trung úy Trần Đức Châu, cán bộ Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trước đó chiều ngày 21 tháng 8, khi đang có mặt tại bờ biển cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, thì ba cán bộ công an trên nghe tiếng kêu cứu của người dân về việc có người đang bị đuối nước ở ngoài biển nên đã nhanh chóng lao ra phía nạn nhân để cứu vớt. Khi đưa được nạn nhân vào bờ thì người này đã ngưng tim. Lúc này ba cán bộ công an đã nhanh chóng sơ cấp cứu, hô hấp nhân tạo, co bóp tim ngoài lồng ngực cho người bị nạn, cứu sống thành công nạn nhân và chuyển đến bệnh viện huyện Vĩnh Linh. Được biết trước đó nạn nhân này cùng với người thân đi du lịch đến cửa tùng để tắm biển thì không may gặp nạn. Tại bệnh viện huyện Vĩnh Linh, các bác sĩ cho biết hiện bệnh nhân đã qua nguy kịch đang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc đặc biệt